Xin chào quý vị, đây là những hình ảnh trực tiếp trên sân đấu Tân Hiệp, nơi diễn ra cuộc đào tài ngày hôm nay giữa câu lạc bộ Trường Giang cùng với Phước Khang trong khuôn khổ trận đấu đầu tiên của giải bóng đá Tứ Hùng Chí Thành Cúp năm 2022. Và như vậy, ở trong hiệp một trận đấu ngày hôm nay thì câu lạc bộ Phúc Khang sẽ xuất phát với bộ trang phục là áo xanh. Những đường chuyền dài đã diện nhiều hơn. Lưới Quang Hùng sút xa. Đó là tình huống dứt điểm đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay. Cú đá của cầu thủ ma số 15 Hứa Minh Đạt. Sau một đường chuyền ngoặt về của đội trưởng Lương Quang Hùng. Một cú đá có lực đi rất mạnh. Nhưng tiếc rằng chỉ đóng đá đi không trúng đích. Anh Việt. Nỗ lực là của anh Việt. Được tiếc rằng thì chủ ngoại Việt đã không thể tới chân của Lương Quang Hùng. Đây rồi. Cơ hội. Không vào. Một chút nữa thôi. Bóng đã đi chạy cột dọc trong gang tấc. Một tình huống mà họ đã tìm thấy nhau, dẫu cho là hàng phòng ngự. Số lượng cao thủ áo xanh là đủ ở trong phá vừa rồi. Người đã tạo ra cơ hội ở trong tình huống Alexis Nguyễn Đạt. Rất nhịp nhàng. Sút xa. Rất nguy hiểm. Lại thêm một cú đá uy lực nữa. Lần này người dứt điểm là Phạm Thừa Chí. Bóng đi với lực rất mạnh. Lần này thì phải nhờ tới tình huống bay người của thủ môn Nguyễn Thành Phú. Nếu như không có tác động từ cái tay của Thành Phú thì mọi thứ đã trở nên rất khó đoán. Những tình huống cố định ở trong trận đấu này là không nhiều. Duy Việt. Cú đá ngay. Rất bình tĩnh. Chân trái. Không vào. Cú đá lại quá nhẹ bằng chân trái của Adosin Nguyễn Đạt. Lại là một khởi nguồn bắt đầu từ cú đá của thủ môn số 7. Chúng ta thấy được uy lực. Tuấn Việt. Cao Hùng. Đội trưởng một chạm rất hay của đội trưởng ma số 13. Quả tắt. Đánh đầu. Không vào. Và ở tình huống đầu vừa rồi thì trái bóng vẫn chưa tiếp giáp với cánh tay của thủ môn Thành Phú. Và chỉ có một tình huống phát bóng lên mà thôi. Chúng ta đã nói tới rất nhiều vào những quả tạt. Và hành lang trái là hành lang tạo ra nhiều cơ hội nhất vào lúc này dành cho câu lạc bộ Trường Giang. Lần này thì tình huống tạt bóng không thể tới được cái đầu của đội trưởng Lưu Quang Hùng. Rất nguy hiểm. Không vào. Cú đá rất đẳng cấp của anh Việt. Nhưng may mắn không tới với Trường Giang. Một cú đá mà anh Việt đã cho thấy được sự tỉnh táo đẳng cấp của mình. Một tình huống lốc bóng vượt qua tầm với của Thành Phú. Đây là lần thứ hai mà trái bóng chỉ cách cột dọc trong gang tấc mà thôi. Liên tiếp là những phương án tạt bóng từ xa. Tuấn Việt. Một quyết định có vẻ như không hợp lý. Khoảng hơn 2/3 thời gian của hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua. Green Bazio cũng là một trong những cầu thủ đặt rất nhiều tin tưởng ở trong trận đấu này. Rất nguy hiểm. Không vào. Một cú đá rất uy lực. Lại thêm một cú đá nữa lần này. Đó là một cú đá trong vòng 16m50. Cú đá lần thứ hai ở trong trận đấu này của Hứa Minh Đạt. Lực sút rất tốt của trung vệ sau màn áo số 15. Người đã đem về tình huống đá phạt này không ai khác là Tuấn Việt. Quá tắt. Đánh đầu. Không vào. Một lần nữa thì cột dọc đã không thể đem lại bàn thắng dành cho thủ Trường Giang.
Và như vậy đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng để khép lại ở hiệp đấu đầu tiên của so tài giữa các thủ Trường Giang cùng với Phúc Khang trong khuôn khổ trận đấu đầu tiên của giải đá Thư Hùng Chí Thành Cúp mùa thứ nhất năm 2022. Những thời điểm cuối cùng của môn đầy tiếc nuối với tình huống đánh đầu của Radosin Nguyên Đạt lần thứ hai mà anh không thể đem lại được bàn thắng. Khá nguy hiểm. Không vào. Một pha vừa mà một chút nữa thôi, nếu không có được tài năng của thủ môn Thành Phú thì rất nhiều khả năng mảnh lưới của Phúc Khang đã phải rung lên rồi. Chúng ta vừa được theo dõi lại tình huống làm thoát đi. Quá tắt. Đánh đầu. Trọng tài biên đã phất cờ báo định vị. Có vẻ như người đã rơi vào thế việt vị là đội trưởng Lưu Ngọc Hùng trước khi đường truyền kiến tạo đánh đầu dành cho đồng đội Dương Vũ Linh. Và một lần nữa cột dọc. Vẫn đang là cái thủ Trường Giang khá hay. Có tới 5 cái thủ áo vàng tham gia tấn công ở tình huống này. Cú đá ngay rất nguy hiểm, không vào. Đó là sự lợi hại với những cú đá từ xa. Lần này người dứt điểm là cầu thủ vào sân ở trong hiệp đấu thứ hai là Dương Vũ Linh. Tiền đạo mục tiêu của các thủ Trường Giang đã lên tiếng. Rất hồi hộp. Cú đá ngay, không vào. Không ngoài dự đoán, đó là một cú đá thẳng. Người dứt điểm là Phạm Thừa Chí. Cú đá có điểm rơi và quỹ đạo đi rất khó chịu. Nếu như đó là một tình huống ghi bóng thẳng vào góc xa. Hay. Không thể vượt qua được số đông hàng phòng ngự của đối phương. Chạy trái. Cú đá lần thứ hai sau khi vào sân của Dương Vũ Linh. Một lần nữa thủ thành Thành Phú đã bị gặp chấn thương. Chúng ta cùng quay trở lại những diễn biến trận đấu này. Vũ Linh rất nguy hiểm, không vào. Một lần nữa người đã tiếp giáp ở trong tình huống vừa rồi là Tuấn Việt. Vũ Linh đã cho thấy được sự sắc bén của mình, sự nhanh nhẹn. Tình huống leo biên không một ai đủ tốc độ để theo kèm tiền đạo vào số 22 này cả. Và người đồng đội của anh Tuấn Việt cũng đã băng vào rất nhanh. Việt Vimazio. Hai. Rất hợp lý. Cánh trái. Đó là một quyết định dứt điểm ngay. Rõ ràng là ở trong tình huống vừa rồi thì Phúc Khang họ có nhiều những phương án lựa chọn. Phần lớn những cú đá từ xa như vậy thì mang tính chất cầu may nhiều hơn. Ở hiệp đấu thứ hai này thì mọi thứ lại trở nên giằng co hơn khi mà sức mạnh, sức đánh chặn của Phúc Khang đã được cải thiện. Không vào. Cú đá đại bác của thủ Mao số 8 là Trần Công Minh. Sự lựa chọn thay thế của huấn luyện viên trưởng Trần Ngọc Luận. Cú đá rất mạnh. Và tình huống đá bồi sau đó của Dương Vũ Linh cũng không thành công khi mà anh đã bị theo kèm cực kỳ sát. Bàn thắng vẫn chưa tới. Và đúng lúc này trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trong cuộc đo tài giữa thủ Trường Giang cùng với Phúc Khang trong vòng đấu đầu tiên của giải bóng đá Thư Hùng Chiến Thành Cúp mùa thứ nhất năm 2022. Và không ngoài dự đoán, trận đấu của chúng ta đã khép lại với tỷ số hòa không đều. Với trận đấu có quá nhiều những diễn biến cân bằng, mọi thứ là xứng đáng với những gì mà cả hai đã thể hiện. Một trận đấu của những siêu phủ, những ngôi sao, nhưng đó là một kết quả xứng đáng. Như vậy là trận ra quân đầu tiên cả hai đang có được một điểm và cùng hướng tới những trận đấu tiếp theo.